Xin chào các bạn thân mến, mình là Tuấn Dũng. Hiện nay mình đang có mặt ở đường Nguyễn Huệ, phố đi bộ. Hôm nay là ngày 27 tháng Giêng năm 2018. Không khí ở đây rất là vui nhộn. Đang sắp sửa mọi người chuẩn bị để xem trận chung kết của ngày hôm nay. Ở đường Nguyễn Huệ này có tất cả là 15 cái màn hình. Tất cả các đường đều bị cấm. Như đường này là đường Nguyễn Thiệp. Như vậy phố đi bộ người ta ban tổ chức 10 cái màn hình để chuẩn bị theo dõi trận chung kết của ngày hôm nay. Thank you.
đấu này cả. Bạc Kỳ Lân đã được phủ ra sân trông đã rõ ràng hơn, và rõ ràng là tất cả những kẻ thù đã chịu đấu đá lực hết sức để có được một kết thúc thành công cho trận chung kết giải bóng đá châu Á U23 năm 2018. Không khí rực lửa để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ của chúng ta. Cố để tạm lên cái thành công của đội Việt Nam đến thời điểm hiện tại. Tôi thì có ba yếu tố chính về mặt cá nhân tôi nhận xét là như vậy. Yếu tố đầu tiên chính là cho đến thời điểm này. Vâng, chúng ta. Thank you.
đã có được sự chuẩn bị cần thiết cho các học trò. Với các vị huấn luyện viên khách sạn đã có được bàn thắng từ tình huống khẩn cấp. Thủ số 2 bên phía Hà Lan của khách sạn đến phút cuối hiệp một của trận đấu. Chúng ta bệnh viện này rất có thể là bệnh viện làm tốt của đội tuyển quốc gia và nó ăn thiết hàng thịt của tập viên quan trọng cho sự phát triển của tập viên. Chúng ta chút mừng liều nói là không dành cho những người cuối kỷ. Okay, okay.
Chính xác của nhà trưởng Sinikov bên phía Uzbekistan.